Anh đưa cho cái sách này múa nha. Cái là 29 tháng 8 nó tập trung à? À ok. Đúng rái là chúng ta chưa đọc học hè đâu. Bởi vì sợ bây giờ là nói thật với các bạn là đang chưa cho phép học thêm. Thấy chưa? Tuy nhiên là nếu mà ai hỏi thì cứ bảo là học trên trường rồi nhá. Đấy. Rồi thôi, thì thầy giới thiệu với cái sách một tí này, nội dung một tí này. Thì nó khá là ngắn, sách thì nó khá là ngắn. Cái chương đầu tiên ấy, cái đại số một tí, hôm nay nói về đại số thôi. Nếu ở lớp 6 các bạn học về khái niệm đầu tiên là tập hợp. Đấy, tập hợp. Lớp 6 là học về tập hợp. Lớp 9 là giải về phương trình, hệ phương trình. Đấy. Thì bây giờ đấy, lớp 10 ấy, ta lại quay trở lại cái mốc của gì? Lớp 6. Thấy chưa? Ta lại quay trở lại cái mốc lớp 6. Tức là gì? Chúng ta sẽ học về cái phần tập hợp. Đấy, lớp 9 nha. Lớp 8, lớp 7, lớp 7, lớp 8 thì không có điểm nhấn lắm. Nên ta không cần nhắc nhiều lắm. Tuy nhiên là lớp 6 và lớp 9 là hai cái mốc quan trọng này. Thì đó là lớp 9 là giải phương trình và hệ phương trình. Thì lớp 10 nó lại quay trở lại cái chương đầu tiên ấy, thì nó sẽ quay trở lại cái chương tập hợp, được chưa? Chương tập hợp. Lớp 6 học cái gì thì chúng ta sẽ học cái đó. Và nó có sự phát triển hơn một chút nhá. Đấy, cái chương đầu tiên này nó là chương về tập hợp. Mệnh đề và tập hợp. Chắc các bạn cũng mang máng gì đó của cái phần tập hợp ấy. Tí nữa sẽ nói lại nhá. Cái chương số 2. Ở chúng chương này chị nó khó hơn tí này, liên quan này là giải bất phương trình và hệ bất phương trình. Đấy, đó là trong sách giáo khoa nó thế. Thì các bạn lại thấy cái này là chúng ta đã học ở lớp 7 ạ, nó lại quay trở lại lớp 9 nhá, thấy chưa? Nó lại quay trở lại lớp 9. Thì đấy chỉ là hai cái mốc mà chúng ta sẽ học cái này. Thì tạm thời hôm nay là chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên trong sách giáo khoa, đó là cái bài tập hợp, được chưa? Bài tập hợp. Đấy. Bài tập hợp đầu tiên à. Ta vào bài luôn này. Về nội dung kiến thức lớp 10 thì cũng không phải gì nhiều đâu. Chương 1 này. Mệnh đề tập hợp. Chúng ta thì chủ yếu là vừa mới thi xong, cho nên cái nội dung của nó sẽ mang tính chất rất là dễ. Tất nhiên nếu mà giảng không cẩn thận được cái bài mệnh đề này, cái bài đầu tiên này, bài 1 nha, mệnh đề này cũng khá trừu tượng phết đấy. Mệnh đề. Ta học chương này là chương tập hợp, nhưng mà tạm thời hôm nay là chưa học về tập hợp, mà nó học một cái bài gọi là bài mệnh đề, bài về liên quan đến văn một tí, thấy chưa? Lý thuyết nhiều là chính. Một nhỏ, mệnh đề là gì? Mệnh đề là gì? Định nghĩa mệnh đề. Bài này lên đây con để vắn một tí. Cấu cú. Định nghĩa về mệnh đề. Ta định nghĩa như này này. Mệnh đề là một câu khẳng định. Là một câu khẳng định. Đúng hoặc sai. Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai. Được chưa? Mệnh đề là câu khẳng định đúng hoặc sai. Nghĩa là sao? Ví dụ nhá.
Ví dụ các bạn hiểu như thế nào gọi là mệnh đề này. Thực ra chúng ta hiểu về cái từ khẳng định không? Ví dụ như mặt trời mọc ở gì? Mặt trời mọc ở hướng đông. Đấy. Bây giờ thầy khẳng định mặt trời mọc ở hướng đông. Thấy chưa? Thì đây người ta gọi là một câu mệnh đề. Thầy khẳng định mặt trời mọc ở hướng đông. Và điều khẳng định này là đúng hay sai các bạn? Đúng, đúng không? Đúng, thấy chưa? Nó sẽ có tính đúng hoặc là sai. Ví dụ thầy khẳng định là 1 cộng 1 thì bằng 3. Ví dụ thế đi, 1 cộng 1 thì bằng 3. Đây có phải mệnh đề không các bạn? Có, đúng không ạ? Vẫn là mệnh đề. Bởi vì thầy khẳng định là 1 cộng 1 bằng 3. Nhưng mà nó có thể có tính đúng hoặc sai. Và cụ thể ở đây là mệnh đề này là gì? Là sai, được chưa? Đấy. Ví dụ như là như này thầy hỏi các bạn có phải mệnh đề không này? Nếu mà siêng năng thì sẽ học giỏi. Đây có phải mệnh đề không? Siêng năng thì sẽ học giỏi. Mệnh đề không? Rồi. Thì đây cũng là một câu khẳng định nhưng mà ta có biết đúng hay sai không? Siêng năng thì sẽ học giỏi. Nghe thì cũng có vẻ đúng, đúng không? Nhưng mà cái này thì gì? Cũng chưa chắc lắm. Siêng năng thì chưa hẳn là học giỏi. Nếu mà các bạn siêng năng mà học không đúng chỗ thì cũng chả giỏi được. Được chưa? Cho nên người ta sẽ nói cái câu này này. Nó không phải là mệnh đề, được chưa? Thì ta ghi thêm một cái câu nữa nha. Có mệnh đề là khẳng định đúng hoặc sai, nhưng thêm một câu nữa này. Không thể vừa đúng vừa sai. Ta ghi thêm một câu. Vừa đúng vừa sai. Mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. Tức là những cái câu gì ấy, mà nó có tính chất là chả biết đúng hay sai cả. Đấy. Rồi. Chả biết đúng hay sai cả đúng không? Thằng Đài chết đi à? Hả? Thằng Quán. Đấy, những cái câu ra mà nó không biết đúng hay sai thì ta sẽ không gọi đó là mệnh đề nhá. Đó. Ví dụ như là gì đó, có ví dụ gì nữa nhỉ? Bạn ăn cơm chưa? Đúng không ạ? Đấy, bạn ăn cơm chưa? Bạn ăn cơm chưa? Đúng. À quên mệnh đề không? Nào. Bạn là một câu gì vậy? Câu hỏi đúng không ạ? Nó không phải khẳng định đúng không? Mà ta cũng chả biết là bạn này ăn cơm hay chưa, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ không nói đây là mệnh đề. Như vậy câu này nó không phải mệnh đề nha. Câu này cũng không phải. Thì các bạn hiểu chưa? Nó có tính đúng hoặc sai, được chưa? Có thể đúng hoặc có thể sai. Nhưng tóm lại là nó là câu khẳng định. Và chắc chắn là phải biết là đúng hoặc sai. Chứ không thể nào là lắn tắn giữa đúng và sai được. Ok, như đó là mệnh đề nha. Thì ví dụ như các bạn có thể xem cái câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 nào. Câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là gì các bạn? Trong là câu sau, câu nào không phải mệnh đề? À rồi, đang in ra. Nào, đáp án A, hình thoi có hai đường chéo vuông góc. Rồi các bạn sẽ chọn cái gì? 8 là số chính phương. Bangkok là thủ đô của Myanmar. Buồn ngủ quá. Đáp án gì? Dê đúng không? Buồn ngủ quá là một câu cảm thán. Nếu các bạn học tiếng Việt ấy đúng không? Học văn thì các bạn sẽ biết buồn ngủ quá là một những cái cấu ấy mà có dấu chấm hỏi này hoặc dấu chấm than này. Thấy chưa? Thì thường đó là những cái câu hỏi hoặc là câu cảm thán. Thì những cái câu đó không phải là câu khẳng định. Và cả bạn cũng chả biết là buồn ngủ quá đúng hay sai luôn đúng không? Đấy, cho nên là nó không phải mệnh đề nhá. Buồn ngủ quá không phải mệnh đề. Thấy chưa?
Tiếp theo các bạn có thể chọn cái câu hỏi số 2 nào. Nè, anh Yên nè. Trong ở câu sau, câu nào có bao nhiêu câu là mình đi? Nào, bao nhiêu câu? Hãy đi nhanh lên. Có phải mình đi không? Không đúng không? Hãy đi nhanh lên. Đó là câu câu gì các bạn? Gọi là mệnh, gọi gì? Gọi là câu mệnh lệnh, được chưa? Đi nhanh lên. Gọi là mệnh lệnh. Chứ nó không phải khẳng định. Hà Nội là thủ đô Việt Nam đúng hay sai? Đúng đúng không? 5 cộng 7 cộng 4 bằng 15. Nó có phải mệnh đề không? Có đúng không? 2058 là năm nhuận, mệnh đề không? Có đúng không? Nó là khẳng định rồi đấy. Như vậy có 3 câu là mệnh đề, được chưa? À, ok. Rồi, thì câu 3. Có một vài câu hỏi thì sẽ hơi khó một chút này, đó là họ sẽ hỏi các bạn rất là kỹ, đó là mệnh đề. Các bạn biết rõ đó là mệnh đề rồi nhá. Nhưng mà các bạn không biết được cái nào đúng hay sai. Đấy. Người ta sẽ hỏi là mệnh đề nào là đúng. Được chưa? Thì cái việc đúng sai ấy, thì nó lại phụ thuộc vào gì? Cái vấn đề này khó ở cái chỗ là phải kiến thức các bạn phải rộng. Ví dụ như kiểu đường liên đỉnh Olympia ấy, các bạn biết không? Thì hỏi đúng hay sai ấy, cho một cái mệnh đề để hỏi là gì? Đúng hay sai. Ví dụ như là câu 3 chẳng hạn nhá. Cái này nó phụ thuộc vào kiến thức nền của các bạn thôi. Cái nào là mệnh đề đúng? Tổng của hai số tự nhiên là số chẵn. Khi và chỉ khi hai số đều là số chẵn. Nào, thì bây giờ thầy hỏi cái này đúng hay sai? Hai số tự nhiên là số chẵn. Đấy, tổng của hai số tự nhiên là số chẵn. Khi hai số là số chẵn. Thì để mà chỉ ra được cái lỗi sai ấy, thì các bạn chỉ cần nêu ra được một ví dụ sai thôi nhá. Hai số đều chẵn, ví dụ như 2 cộng mấy nhỉ? 4 đúng không? 2 với 4 là số gì? Số chẵn. Cộng lại ra chẵn chưa? Rồi ok. Nhưng mà có phải tất cả như thế không? Ví dụ như là số 1 cộng số 2 cộng số mấy? À số 3. Ok. Đó là số lẻ rồi. Ok. Thế bây giờ là lẻ cộng lẻ thì sao các bạn? Lẻ cộng lẻ thì sao? Tức là 1 cộng 3 đấy, nó ra 4 đúng không? Tức là vẫn là chẵn đúng không? 1 lẻ cộng lẻ ra chẵn, mà cái yêu cầu là hai số này đều là chẵn, như vậy là câu này là gì? Là nó bị sai đúng không ạ? Đấy, câu này bị sai. Do nó yêu cầu là phải hai số chẵn. Nhưng mà trong khi ở đây chúng ta hoàn toàn là có thể lấy hai số gì? Số lẻ được, đúng không? Hai lẻ cộng lẻ ra chẵn này, phải không? Đấy, lẻ cộng lẻ nó ra chẵn. Như vậy câu A là sai, yêu cầu là hai số chẵn nó không đúng. Tiếp theo câu B, tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi hai số đều chẵn. Tích hai số là số chẵn khi hai số đều chẵn. Ví dụ hai số đều chẵn là 2 x 4 bằng gì? Bằng 8 đúng không? Thì hai số này là đều chẵn cả. Chẵn nhân chẵn ra chẵn, đúng rồi. Bây giờ có bị sai? Có trường hợp nào bị sai? Rồi, chẵn nhân lẻ đúng không? Chẵn nhân lẻ bằng gì? Bằng 6. À như vậy ta thấy là chẵn với lẻ vẫn là chẵn. Nhưng mà cái câu này hắn bảo là hai số đều chẵn là gì? Là sai thôi. Nó có thể rơi vào cái tình huống là gì? Chẵn nhân với gì? Chẵn nhân với lẻ đúng không? Chẵn nhân lẻ ra lẻ này. Thì như vậy rõ ràng là bị sai đúng không ạ? Ok, hiểu không? Tiếp tục nào, câu C các bạn xem nào. Tổng hai số tự nhiên là một số lẻ khi hai số là lẻ. Tổng hai số tự nhiên là lẻ khi hai số là lẻ. Ví dụ như hai số lẻ là số mấy? Số 3 cộng số 5 đi, thì nó bằng số 8 đúng không? Tổng hai số tự nhiên là một số lẻ khi hai số đều là số lẻ. Câu này như nào các bạn?
lẻ cộng lẻ ra gì? Chẵn. Thế câu này bị gì? Bị sai đúng không? Hai số lẻ thì tổng nó phải gì? Phải chẵn, phải chưa? Chứ không phải lẻ được. Tiếp tục nào. À, tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi hai số đều lẻ. Nào, hai số đều lẻ ví dụ 3 nhân 5 bằng gì? 15. Ok, lẻ đúng không? Lẻ nhân lẻ này, lẻ nhân lẻ bằng lẻ này, thấy đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ có trường hợp nào sai không? Không đúng không ạ? À, ví dụ chẵn mà nhân lẻ thì nó ra chẵn. Đấy, cái này không được. Tóm lại là cái trường hợp này là gì? À, nó đúng hết đúng không ạ? Tích hai số tự nhiên là một số lẻ khi hai số đều lẻ. Hai số lẻ nhân với nhau mới ra lẻ được, được chưa? Ok, rồi. Thì như vậy này, khi đề thi vào cái vấn đề ấy, là hỏi tính đúng sai thì nó lại phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc vào kiến thức của các bạn, nó mênh mông lắm, được chưa? Nhưng mà yên tâm là đi thi người ta sẽ hỏi những cái đơn giản thôi, chứ nó không khó lắm. Đấy, hỏi đúng sai mình đề đúng sai nha. Đấy, đầu tiên là các bạn hiểu như nào là mình đề đây nè, nó là một câu khẳng định nè và có tính đúng sai nè, và việc đúng hay sai nó phụ thuộc vào cả bạn, thấy chưa? Đấy, tất nhiên là người ta sẽ hỏi dễ thôi, ví dụ như mặt trời mọc ở hướng đông thì là đúng. Đấy, kiểu như thế. Rồi, thứ hai nha, chúng ta sẽ học mục hai nhỏ, đó là mình đề chữa biến. Ta ghi hai nhỏ này. Mệnh đề chữa biến. Hồi nãy là mệnh đề, còn bây giờ là mệnh đề chữa biến. Rồi, mệnh đề chữa biến là như thế nào? Mệnh đề chữa biến là như thế nào? Đầu tiên phải hiểu biến là gì đã. Biến là cái ẩn mà chúng ta hay hồi lớp nhỏ hay làm ấy. Ví dụ như là x cộng 2 bằng 5 thì x bằng gì các bạn? 5 trừ 2 được gì? 3 đúng không? Thì cái x này người ta gọi là biến số, đấy chưa? Biến số, số được biến hóa đấy, đấy gọi là biến, đấy chưa? Tóm lại là biến là cái chữ cái, thì có thể là ký hiệu là chữ n này, có thể ký hiệu là chữ n hoặc là chữ x thì chữ y tùy, được chưa? Đấy, biến đó là biến. Vậy thì mệnh đề chữa biến là gì? Mệnh đề chữa biến là gì? Ta định nghĩa như này. Mệnh đề chữa biến là câu, là một câu mệnh đề, là câu mệnh đề tính đúng sai phụ thuộc vào biến. Ta ghi mệnh đề chữa biến là mệnh đề có tính đúng sai phụ thuộc vào biến. Nó là mệnh đề có tính đúng sai phụ thuộc vào biến. Là mệnh đề có tính đúng sai phụ thuộc vào biến. Rồi, đó là định nghĩa nha. Thế ví dụ là như thế nào? Ví dụ này. Nó có thể vừa đúng vừa sai được. Cái loại này con ơi, có thể vừa đúng vừa sai được. Ví dụ như là x là một số chia cho 3. Ví dụ x là một số chia cho 3. Ví dụ x là một số chia cho 3. Thế bây giờ hỏi các bạn một tí nhá. Cái này đúng hay sai? Không biết đúng không? Không biết. Bởi vì chúng ta như nào ạ? Cái x này bằng 7 các bạn đã biết chưa? Chưa đúng không ạ? X nếu x bằng 3 đi. Đúng không? X bằng 3 đi. Thì cái mệnh đề này là đúng hay sai? 3 chia cho 3 đúng không? 3 chia cho 3, à đúng. Nhưng nếu x bằng 4 thì nó lại bị gì? Bị sai, được chưa? Vậy thì một cái mệnh đề
mà có tính đúng sai. Đấy, đúng hay sai nó phụ thuộc vào biến là bằng bao nhiêu thì người ta gọi đó là mệnh đề chữ biến, thấy chưa? Đó, rất đơn giản như thế thôi. Nó đúng hay sai nó phụ thuộc vào x ấy nha. Rồi, ok, thì cả bạn có thể làm cái câu hỏi số 1 luôn nào. À, ta ghi một chú ý nữa nhá, chú ý nhỏ nhỏ nào. Chú ý mệnh đề chữa biến, mệnh đề chữa biến chưa chắc là một mệnh đề, chưa chắc là một mệnh đề. Mệnh đề chữa biến chưa chắc là một mệnh đề. Bởi vì sao ạ? Bởi vì gì? Bởi vì cái mệnh đề này này, mệnh đề ta vừa học ấy, mệnh đề mà ở mục 1 ấy là nó chắc chắn là phải gì? Đúng hoặc sai. Nó không thể vừa đúng vừa sai, đúng không ạ? Còn trong khi cái thang này thì gì? Có thể đúng mà cũng có thể sai. Nó phụ thuộc vào gì? Biến, đấy chưa? Thế nên chúng ta sẽ nói là mệnh đề chưa biến, nó chưa chắc đã là một mệnh đề, thấy chưa? Nhá, cho nên nó nếu có hỏi người ta là câu nào là mệnh đề, ví dụ câu 1 đi, các bạn có thể đọc cái câu 1. Trong cái câu sau có bao nhiêu câu không phải mệnh đề? Nào. Câu nào sẽ không phải mệnh đề? Huế là một thành phố Việt Nam đúng không? Đúng không các bạn? Có đúng không? Sông Hương chảy qua thành phố Huế. Mệnh đề không? Có. Hãy trả lời câu hỏi này. Nào. Không đúng không? Đây là câu gì? Câu cảm thán hoặc không, đâu câu mệnh lệnh đúng không? Hãy trả lời câu hỏi này. Đế thì có phải không? Có đúng không? Đó là mệnh đề. É cũng phải gì? Cũng phải có luôn, được chưa? Bạn có rỗi tối nay không? Không đúng không? Đây là câu hỏi. Đó không phải mệnh đề. G. Đó mệnh đề không? Cái này là gọi là mệnh đề gì? Chữa biến đúng không ạ? Các bạn thấy cái biến ở đây này, thấy chưa? Thì đấy gọi là mệnh đề chữa biến. Mà chú ý hồi nãy chúng ta có nói với nhau là mệnh đề chữa biến nó chưa chắc là một mệnh đề nhá. Bởi vì con nó có thể bị sai. Đấy. Cái này không phải. Đó là mệnh đề chữa biến, cái này mệnh đề chữa biến. Vậy thì có bao nhiêu cái không phải mệnh đề ở đây? Thì đó là 1, 2, 3, đáp án là C, đúng chưa? Đó. Rất đơn giản thôi. Nhớ nhá, mệnh đề chữa biến là mệnh đề phụ thuộc vào biến. Rồi, chúng ta sẽ sang mục tiếp theo này. Cái bài này là bài đầu tiên, nó mang đậm cái lý thuyết một chút. Gần như là nó không có tính toán bao nhiêu cả. Ba nhỏ mệnh đề phủ định. Ta ghi mệnh đề phủ định. Thực ra ta học xong cái bài này thì cũng sau này cũng ít khi sử dụng lắm. Tất nhiên là giai đoạn đầu đắm thì họ sẽ kiểm tra nhiều về vấn đề này, nhưng mà sau này học xong thì cũng quên luôn. Mệnh đề phủ định là gì? Các bạn nghe từ phủ định nhá. Phủ định kiểu như là chống lại cái gì đó ấy. Ui trời, cái thằng đài. Ui trời ơi. Bây giờ mới đến máy. Trời ơi. Rồi, thế bây giờ mình nên phủ định là gì? Phủ định là gì các bạn? Phủ định tiếng Việt nào? Phủ định tức là chống lại đấy. Chống lại một cái gì đó, người ta gọi là phủ định. Ví dụ như là câu nói là gì? Phủ định của tôi rất đẹp trai là gì các bạn?
tôi không đẹp trai đúng không? Đấy, tôi không đẹp trai hoặc là tôi rất xấu, được chưa? Thì người ta gọi là phủ định, kiểu kiểu như thế. Và thì định nghĩa trong sách giáo khoa nó sẽ như này này, các bạn ghi này. Định nghĩa, ta định nghĩa với nhau như này, ta ghi nhá. Nó là chống mình, chống lại mệnh đề ban đầu, ta ghi chống lại mệnh đề ban đầu. Thực ra cái này không đúng với định nghĩa sách giáo khoa nhưng mà cứ ghi như thế dễ hiểu. Nó là chống lại mệnh đề ban đầu, chấm thường có chữ không hoặc không phải, thường có chữ không hoặc là không phải. Hoặc là không phải, đó là phủ định nhá. Đấy, ví dụ như này, ví dụ này, dơi là một loài chim. Ta có thể ghi ví dụ vào vở. Dơi nó là một loài chim. Dơi là chim đúng không? À, các bạn có biết dơi là loài gì không? Loài bò sát. Bò sát đấy, bò sát được. Đó, động vật của vũ. Đây, vậy thì phủ định của nó là gì? Dơi không phải là một loài chim. Đây là trường hợp mà ta chả biết dơi là cái gì cả, thì ta nói không phải đó. Tức là kiến thức của mình có giới hạn một tí, các bạn chả biết dơi là cái gì cả, thì các bạn phải phủ định như thế này, đúng không ạ? Tức là dơi không phải là một loài chim đó. Còn nếu các bạn có kiến thức sâu hơn đúng không, thì các bạn có thể có hai cách. Các bạn có thể nói một cách khác, đó là dơi là động vật gì? Động vật có vú đấy, thấy chưa? Đấy, nó là động vật có vú. Tức là có hai kiểu phủ định đấy. Một là không phải, hoặc hai là làm theo một ý khác hoàn toàn luôn. Đấy, ví dụ như này này, căn 2 là số hữu tỉ. Căn 2 là số hữu tỉ. Bây giờ nhắc lại số hữu tỉ một chút, cái này cũng phải cần ôn tập lại. Hữu tỉ, hữu tỉ là gì? Này, hữu tỉ là gì? Hữu tỉ là gì? Hữu là gì các bạn? Nhiều. Không phải nhiều. Hữu là hữu hạn, tức là có giới hạn, được chưa? Có giới hạn nha. Tức là một cái số ấy. Ví dụ 1,32 nó là số hữu tỉ. Đấy. Tức là có giới hạn, nó không kéo dài mãi mãi. Ví dụ như là số các bạn biết có những cái con số mà nếu các bạn bấm căn 2 trong máy tính ấy, nó là 1,417,58 gì ấy, thứ 6 ấy, nói chung là vô hạn số thứ 6 ấy. Thì cái loài số mà có vô hạn số thứ 6 này này, thì người ta gọi đấy là số gì các bạn nhớ không? Vô gì? Vô tỉ, thấy chưa? Còn cái loài số mà gì? Nó có ít số thôi, có vừa đủ thôi, ta có thể đếm được, thì chúng ta sẽ gọi đấy là hữu tỉ, được chưa? Vậy bây giờ hỏi nói thế nào? Căn 2 là số hữu tỉ đúng hay sai? Sai đúng không? Căn 2 nó, nếu bạn bấm máy tính thì các bạn sẽ biết là có rất nhiều số 6 nữa, chứ không phải là ở đâu. Đấy, cho nên là căn 2 số hữu tỉ là sai. Vậy ta phủ định lại này, căn 2 nó không phải là số hữu tỉ, không là số hữu tỉ. Hoặc là một cách khác bạn có thể nói, ngoài cái cách nó hơi ngắn não này ra, thì ta có một cách nào nói phủ định nó khác. Căn 2 là gì? Căn 2 là số vô tỉ đúng không? Đấy, thì đấy là cách nói của dân có học. Căn 2 là số vô tỉ. Hoặc bạn có thể còn trả lời căn 2 không phải là số hữu tỉ cũng được. Đấy, tùy thôi.
Ok. Thì thường người ta sẽ kỷ hiệu như này, bởi vì mệnh đề là một câu, mà câu thì thường viết dài cho nên người ta sẽ tóm lược bằng kỷ hiệu như sau. Kỷ hiệu nha. Nếu mà mệnh đề bình thường mệnh đề các bạn hay kỷ hiệu là cái chữ như này, trong sách khoa nó kỷ hiệu là cái chữ P hoặc là chữ Q gì đó, là kỷ hiệu cho cái chữ mệnh đề, cái tắt cho mệnh đề. Thì phủ định của mệnh đề nó sẽ được kỷ hiệu như này, đó là P ngang và Q ngang. P ngang, Q ngang, ta biết rằng phủ định sẽ là thêm dấu ngang vào nhá. Nào các bạn có thể đọc cái câu hỏi số 1 ở trong D nào. Viết mệnh đề phủ định P ngang của mệnh đề P. Tất cả các học sinh khối 10 của trường em đều biết bơi. Nào, phủ định là gì? Tất cả các học sinh khối 10 của trường em đều biết bơi. Thì phủ định lại là gì? Tất cả học sinh khối 10 như nào? À, không biết bơi, được chưa? Nó rất đơn giản như thế thôi. Cái nội dung này cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần thay thành cái chữ không phải, thế là xong. Rồi, thế là hết. Chúng ta sẽ còn mục 4 nữa nhỉ? Cái mục 4 này phức tạp hơn tí. 4 nhỏ. Đó là mình đi kéo theo. Mình đi P suy ra Q. Q suy ra P. Và P tương đương với Q. Có 3 loại mệnh đề. P suy ra Q, Q suy ra P và P tương đương với Q. Rồi. Thì đầu tiên là phải giải thích cho các bạn như thế nào gọi là P suy ra Q. P suy ra Q nghĩa là gì? Tức là bạn có một cái mệnh đề P, được chưa? Sau mà suy ra một điều gì đó. Đấy. Thì cái tên gọi này này, người ta gọi là mệnh đề kéo theo. Cái sách giáo khoa nó gọi đấy là mệnh đề kéo theo. Đăng ký. Mệnh đề này là gọi là mệnh đề kéo theo. Ví dụ này. Mệnh đề kéo theo nha. P nó kéo quý đấy. Ví dụ như này. Đấy là việc ký hiệu các bạn nhá. P suy ra quý là việc ký hiệu. Nhưng mà ta hay viết mệnh đề là phải viết bằng gì? Bằng lời văn. Thì các bạn sẽ viết như này này. Thường cái dấu suy ra này thì người ta sẽ thay bằng cái cụm từ, đó là chữ nếu thì. Ví dụ này, nếu tam giác ABC cân. Đấy, nếu tam giác ABC cân thì. Nếu tam giác ABC cân thì. Thì một điều gì đó sẽ xảy ra ở đây. À, nếu tam giác cân thì tam giác cân là gì? Hai cạnh bằng nhau đúng không? Thì ở đây ta sẽ suy ra này. Thì hai cạnh sẽ bằng nhau. Thì đây chính là mệnh đề kéo theo. Nếu tam giác này cân thì hai cạnh này sẽ bằng nhau. Hoặc bạn cũng có thể viết là nếu tam giác ABC cân suy ra hai cạnh bằng nhau. Đấy, các bạn thấy dấu suy ra không? Đấy thì chẳng qua là người ta viết đấy là ký hiệu, còn đây là gì? Bằng lời thôi. Bản chất là như nhau. Và cái này này chính là gì? Là P này. Đấy. Và có P thì mới suy ra được gì các bạn? Q ở đây. Nếu tam giác này không cân thì làm gì có hai cạnh bằng nhau? Đúng ạ. Cho nên là phải có P mới suy ra được Q. Được chưa? Có P mới suy ra Q. Còn nếu nó không cân, nó là vuông chẳng hạn, thì hai cạnh này nó không bằng nhau. Lưu ý nha. Đấy. Rồi, ok. Thì lưu ý như vậy. Đó là việc bằng lời. Nếu thì
Ở đây trong sách giáo khoa nó ghi thêm cho các bạn nữa này. Ở đây P người ta gọi tên gọi là gì? Cái này thực ra cũng chưa hẳn quá quan trọng. Điều cấp 2 các bạn coi đấy là giả thiết. Các bạn hồi cấp 2 các bạn học cái gì? Khi các bạn học hình thì các bạn luôn luôn phải ghi gì? Giả thiết và gì? Kết luận, đúng không? Thì đây người ta gọi là giả thiết và đây người ta gọi là kết luận. Tuy nhiên ở lớp 10 chúng ta sẽ thấy một cái tên gọi khác. Hay một tên gọi khác, không ghi giả thiết kết luận nữa, mà người ta gọi là P, gọi là điều kiện đủ. Điều kiện đủ. Và Q người ta gọi là điều kiện cần. Đấy. P gọi là điều kiện đủ. Q được gọi là điều kiện cần. Đó. Thay cho từ giả thiết và kết luận của lớp cấp 2 thì ta sẽ gọi đây là đủ này. Gọi đây là cần này. Đó. Đủ cần nha. Cái này là đủ. Cái này là cần. Tức là tam giác ABC cần là đủ, thấy chưa? Còn hai cái bằng nhau cần thiết thêm thôi. Đấy, kiểu như các bạn đã ăn được hai bát cơm đúng không ạ? Thì nó như thế là đủ rồi. Đấy. Thế còn nếu mà ai đó cho các bạn thêm một cái ổ bánh mì chẳng hạn thì đó là cần thêm. Thấy chưa? Cần thêm, các bạn có thể có hay không chả quan trọng lắm. Đấy, thì đó là đủ và cần nha. Đó. Ok. Thì đó là khái niệm của sách giáo khoa. Và một cái khái niệm nữa mà các bạn cần biết này, các bạn phải để ý này. Cái mệnh đề P suy ra quý này, nó sai và nó đúng khi nào? Đấy, nó sai và nó đúng khi nào? Tính đúng sai, ta sẽ tính đúng sai của P suy ra quý. Sẽ tính đúng sai của P suy ra quý. Đây là quan trọng đấy. P suy ra quý. Nào, chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề tính đúng sai. Nếu nó chỉ có một câu thì các bạn khẳng định rất là dễ. Nhưng mà nó mệnh đề như này, tính đúng sai là khó đấy. Hách não đấy, cái chỗ này hách não của bạn này. Nếu thầy có một mệnh đề nhá, ví dụ này. Nếu như nó chỉ là một câu đơn thôi ấy, sẽ dễ. Rồi, bây giờ này, như cái câu này các bạn đọc đấy là đúng hay sai? Nào, tính đúng sai là cái này khó đấy, các bạn chú ý chỗ này này. À, cái này đúng hay sai? Đúng đúng không? Cái này thì ai cũng biết là đúng, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ ta chỉ cần sửa lại tí một vài câu. Ví dụ như là, nếu thầy nhặt được 1.000 tỷ, 1.000 tỷ thì thầy sẽ chia cho mỗi bạn 1 tỷ, được chưa? Thì thôi thầy chia cho mỗi bạn 1 tỷ thôi, cho 1.000. Nếu thầy nhận được 1.000 tỷ thì thầy sẽ chia cho mỗi bạn 1 tỷ. Thế bây giờ các bạn sẽ nói thế nào? Đây đúng mình đây kéo theo không? P suy ra quý không? P ở đây là gì? Nhặt là 1.000 tỷ và quý chính là chia cho mỗi bạn 1 tỷ. Đây chính là P suy ra quý. Nhưng các bạn có nói được đúng hay sai không? Đấy, đúng sai nó hơi lăn tăn ở cái chỗ này đấy. Đúng không ạ? Đấy, đúng sai nó hơi lăn tăn đấy. Đó chính là vấn đề, đúng không ạ? Hoặc là có thể lấy một ví dụ khác là nếu mà crush tỏ tình với mình thì mình sẽ không đồng ý. Ví dụ thế, đúng không? Nếu cứ rất tỏ tình với mình thì mình sẽ không đồng ý. Thế bây giờ theo các bạn cái mệnh đề nào đúng hay sai? Hả? Cũng chả biết. Có đứa thì lại đồng ý mà có đứa gì? Không đồng ý, nhưng mà đa phần là chỉ ở gì cũng đi. Cũng đồng ý thôi, đúng không ạ? À, cho nên là sẽ có một vấn đề đó là cái mệnh đề này này. Cái kiểu như thế này này. Nó rất là xoắn não. Thế nên người ta sẽ quy ước như thế này. Đây, ta sẽ kể một cái cột nha. Rất khó để chúng ta biết được nó cái mệnh đề loài như thế này đúng hay sai. Nên chúng ta sẽ chia nó ra. À, cùng 3 cột P, Q. Đấy. Rồi.
và mệnh đề này là phép suy đa quy, và một cột nữa là ví dụ. Ok nào, có bốn cột nhá. Thì ta sẽ quy ước như này, có bốn trường hợp tổng cộng. Phế quý là những cái mệnh đề nhỏ nhỏ thôi. Vậy ta quy ước như sau. Nếu P đúng, ta ghi nếu P đúng, quý sai thì P suy ra quy nó sẽ bị sai. Bây giờ ta ghi vào P đúng, quy sai thì P suy ra quy nó sẽ bị sai. Ví dụ cho các bạn hiểu cái trường hợp này này, như thế nào gọi là P đúng quy sai. Đây, nếu tam giác ABC bằng cân thì ta sẽ có ba cạnh bằng nhau. Nếu tam giác ABC cân thì ba cạnh bằng nhau. Rồi, mà ông đọc khó quá, cái loa nó nằm ngay ở trước ngôi nhà luôn. Như này nhá, các bạn nhìn này, đây nó gọi là mệnh đề P đúng không ạ? Và đây gọi là mệnh đề Q, thấy chưa? Thì chúng ta sẽ có này, thứ nhất là cái giả thiết tam giác ABC cân, đúng chưa? Thì nó là mệnh đề gì? Mệnh đề đúng, thấy chưa? Mệnh đề đúng, giả sử như nó đúng đi, giả thiết nó cho như thế, đúng không? Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy là ba cạnh bằng nhau, đúng không ạ? Ba cạnh bằng nhau, ba cạnh bằng nhau, một tam giác cân thì có ba cạnh bằng nhau được không? Được chưa? Cho nên cái này thì người ta gọi là mệnh đề sai này, P đúng, đúng không ạ? Nhưng ba cạnh bằng nhau thì nó lại sai, dẫn đến kết luận thì cả cái mệnh đề này là gì cả bạn? Sai, được chưa? Cái này đúng nhưng cái này nó bị sai, bởi vì nó chỉ có hai cạnh thôi, tam giác cân thì hai cạnh thôi đúng không ạ? Thì ba cạnh nó không bằng nhau được, nó bị sai. Ok, rồi thế bây giờ người ta hiểu tiếp này. P đúng, Q đúng, P gì? Rồi, P đúng, Q đúng thì chắc chắn là P suy ra Q phải gì? Phải đúng. Bây giờ cái này thì chả cần phải bàn cãi, đúng không ạ? Đấy, P đúng, Q đúng thì hiển nhiên là mệnh đề này sẽ đúng nhá. Rồi, có thể ví dụ là cái này chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, ta có thể ví dụ lại tam giác ABC cân. Nếu tam giác ABC cân thì hai cạnh bên bằng nhau, thì cái này là đúng. Bởi vì P đúng, Q đúng thì hiển nhiên là P suy ra Q cũng đúng. Đây, còn cái tình huống 3, tình huống 4 mới đang nói này. Ở thầy Việt ra thầm bên này nhá, bên này hết trong không? Nào thì chúng ta sẽ có cái tình huống như này này. Đó là P sai, được chưa? Quy sai. Đấy, P sai, quy sai nhá. P sai, quy sai thì người ta sẽ kết luận là gì? Đấy, P sai, quy sai. Thầy có thể lấy một cái ví dụ trước đi đã. Đấy, ví dụ bên này đó là nếu cơ rớt tỏ tình về tối chẳng hạn. Đấy, các bạn cứ nghĩ vào. Đấy, thì tôi không đồng ý. Rồi, thì tôi không đồng ý.
Bây giờ mình phân tích một chút. P là gì? P là crush tỏ tình đúng không ạ? Còn nếu P quý là tôi không đồng ý. Thứ nhất, P đúng hay sai? Ở đây có ai được tỏ tình chưa? Chưa đúng không? Chưa thì P là đúng hay sai? P là bị gì? Bị sai rồi đúng không ạ? Đúng chưa? Được ai tỏ tình chưa Huyên? Hả? Sai đúng không? Rồi, ok, có thể một vài bạn ở đấy sẽ đúng nhưng mà chân nhầm nói thôi. Nếu cứ rất tỏ tình là sai. Rồi. Và tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Tất nhiên khi cứ rất mà đã tỏ tình ấy, đúng không? Đã là cứ rất của mình là kiểu gì mình cũng chả muốn đồng ý đúng không ạ? Đấy, cho nên người ta sẽ coi cái mệnh đề này là sai luôn. Đây, cái này là sai này. Mà cái này cũng sai này. Đấy. Mà khi hai thằng mà sai gặp nhau ấy thì người ta sẽ quy ước cái câu này sẽ là đúng. Được chưa? Người ta sẽ quy ước cái câu này sẽ là đúng. Tức là kiểu như này này. Các bạn cứ giả tưởng là nhiều ông này bảo sai, nhiều bạn sẽ bảo sai. Thì bây giờ phải lý luận như thế này. Bây giờ nếu mà cơ rớt mà tỏ tình với túi nha, thì kiểu gì túi cũng không đồng ý. Bây giờ bây tin được không? Tại vì thầy cô vừa đây đâu, thầy vừa trên bảng. Hả? Thầy đang đóng có thể là bấy chẳng hạn. Đúng chưa? Giả sử như thế này, có một vài bạn sẽ không tin chẳng hạn, đúng không ạ? Không nói cái này đúng. Thì bây giờ các bạn có thể biến hồ. Đó là cơ rớt chưa tỏ tình thôi. Chứ còn cơ rớt mà tỏ tình là tao không đồng ý. Đấy, thì có ai nói các bạn sai được không? Vì cái điều này có xảy ra không nhỉ? Điều này không xảy ra đúng không ạ? Chính vì cái điều này không xảy ra cho nên các bạn thích nói gì cũng được. Cho nên các bạn bảo hắn tỏ tình nhưng mà tao cũng đồng ý. Thế có ai nói các bạn sai được không? Không hề đúng không? Làm gì có ai nói các bạn sai được. Và cái này chắc chắn là sẽ đúng. Đó có hiểu ý không? Nó hơi trừu tượng đấy. Vì cái điều này nó không xảy ra trong thực tế nên không ai nói các bạn sai được. Đấy chưa? Nên không ai nói sai được. Ví dụ như là cái ví dụ hồi nãy nhá. Là gì? Nếu thầy nhặt được 1.000 tỷ thì thầy cho các bạn mỗi đứa 1 tỷ. Cái nào đúng hay sai? Hả? Quay trở lại về ví dụ hồi nãy là nếu thầy cho các bạn 1.000 tỷ thì thầy sẽ chia cho mỗi bạn 1 tỷ. Đúng hay sai? Chưa biết. Theo lý thuyết này tao sẽ đúng hay sai? Ừ. Cái điều đó có xảy ra được không? Đã xảy ra chưa? Chưa. Cho nên chưa, không ai nói thầy sai được cả. Đấy chưa? Vì giả sử như thầy mà nhặt được 1.000 tỷ là thầy sẽ chia cho các bạn. Đấy chưa? Mặc dù là không, các bạn không biết là thầy chia hay không đâu. Nhưng mà chắc chắn là thầy sẽ nói là thầy chia các bạn. Và các bạn không thể nói thầy sai được. Bởi vì thầy đã được nhận 1.000 tỷ đâu. Giả sử như có 1.000 tỷ nó bay vào đấy thì thầy sẽ chia các bạn. Đúng không ạ? Nhưng mà chưa có 1.000 tỷ cho nên thầy chưa chia. Thấy chưa? Vậy thì cái câu đó không ai nói thầy sai được. Đúng không? Không ai nói thầy sai được cả. Vì đã có 1.000. Bây giờ bạn nào đưa 1.000 tỷ ở đây thầy chia cho. Đúng không ạ? Thì ở đây thì chắc chắn là không có ai có rồi. Đúng không? Cho nên là không ai nói thầy sai được ở chỗ đó. Thì cái câu này cũng vậy, nếu cái lúc tỏ tình tôi không đồng ý thì nhiều bạn sẽ nghĩ chả bị đúng hay sai. Nhưng sách giáo khoa nó quy ước nó là đúng. Tất cả những cái tình huống mà nó không xảy ra hoặc sai. Đấy, tham hay sai, được chưa? Thì nó quy ước đúng hết nhá, các bạn khỏi phải lăn tăn. Rồi, ok, và tất cả những cái tình huống còn lại này. Trường hợp này sai này. Trường hợp này đúng này. Thì nó vẫn cứ đúng. Được chưa? Đấy. Tất cả tình huống còn lại, tình huống này sai thì vẫn cứ đúng. Ví dụ nếu thầy nhặt 1.000 tỷ thì sẽ chia cho mỗi bạn 1 tỷ. Bạn có thể ghi ví dụ vào. Nếu thầy nhặt 1.000 tỷ
thì thầy sẽ chia cho các bạn mỗi bạn 1 tỷ. Nếu thầy có 1.000 tỷ, thầy chia mỗi bạn 1 tỷ. Và câu này là đúng. Thầy nhận 1.000 tỷ là cái vế đầu tiên này, các bạn phân tích một chút nha. Thầy nhận 1.000 tỷ là bị sai đúng không ạ? Đấy chưa? Nói mình đề P sai. Mình đề 6 chả quan tâm biết đúng hay sai. Nào thầy nói làm một chút này. Cái mình đề đầu tiên là thầy nhận 1.000 tỷ là gì? Là bị sai đúng không? Rồi, và chia cho mỗi bạn 1 tỷ là mình đề gì? Mình đề quý nhá. Đây là P này, đây là quý này. P sai, được chưa? Quý thì đúng hay sai? Thì thực ra chúng ta có thể là nó đúng, cũng có thể là sai. Nhưng dù đúng dù sai thì người ta vẫn công nhận cái này là đúng. Các bạn hiểu chưa? Đấy, dù cái mình đề quý đúng hay sai mà P đã sai rồi ấy, thì ta vẫn kết luận là đúng. Đấy, nó hơi trừu tượng chỗ này nhá. Hãy chú ý chỗ này. Đấy, vì trái nói thầy sai được đâu. Các bạn phải đem 1.000 tỷ đến mới biết. Được chưa? Cho nên thầy vẫn nói đó là đúng nhá. Vậy thì chúng ta sẽ nhớ một cái quy luật này. Nó chỉ sai khi nào các bạn nhỉ? Tất cả đều đúng cả nhá. Các bạn lấy 4 trường hợp, 3 trường hợp đúng té nó rồi, đúng không? Thì chỉ có một cái trường hợp này sai thôi. Vậy thì nó chỉ sai khi nào các bạn nhắc lại nào? Đó là khi P đúng và gì? Q sai. P đúng, Q sai thì cái mệnh đề này sẽ sai. Thế còn là tất cả các tình huống đều đúng hết, thấy chưa? Cho nên các bạn hãy nhớ cái tình huống này nha. P đúng, Q sai. Đấy, thì mệnh đề sai, còn lại đúng hết. Ok. Rồi để minh họa cái sự hách não này thì các bạn sẽ đọc cái ví dụ 1, 2. À từ từ đã, khoan, ở đây ví dụ 1 là có cái mình đi đảo nữa. Phải nói cho các bạn mình đi đảo như nào đây. Đảo tức là như này này. Đảo thì cái này thực ra đây. Ở đây P suy ra quý ấy. Nếu đấy gọi là thuần ấy, thì ngược lại quý suy ra P người ta gọi là đảo. Đây, tức là đảo lại thôi. Mình đi đảo. Cái này chả có gì cả. Và nó sẽ sai khi nào cả bạn? Mình đi đảo nó sẽ sai khi quý đúng. Đúng ạ. Và gì? P sai. Cũng giống như cái này thôi. Thằng đầu đúng, thằng sau sai, thì cả mình đề này sẽ sai. Còn lại đúng hết nhá. Đấy. Ví dụ đảo này, ví dụ đảo này. Nếu thầy nhặt 1.000 tỷ thì thầy chia mỗi bạn 1 tỷ. Đảo lại là gì? Thầy sẽ chia cho mỗi bạn 1 tỷ nếu thầy nhặt được 1.000 tỷ. Đảo lại đấy. Nếu ta nhặt ABC cân thì ba cạnh bằng nhau. Đảo lại là gì? Ba cạnh bằng nhau thì gì? ABC cân. Đó là đảo. Không có vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta làm ví dụ 1. Từ giá ABC là hình chữ nhật. Rồi, ABCD có hai đường thẳng AC và BD vuông góc với nhau. Phát biểu mệnh đề đảo của P suy ra quy và xét tính đúng sai. Nào, chúng ta sẽ cùng xem nào. Ví dụ 1 nha. P ở đây là gì? Là tứ giác này là hình chữ nhật, đúng không ạ? Rồi, P gọi là tứ giác này là hình chữ nhật. Q là gì? Q là tứ giác này có hai đường AC và BD vuông góc với nhau. P là hình chữ nhật, còn mệnh đề Q là tứ giác này có hai đường AC và BD vuông góc với nhau. Phát biểu mệnh đề đảo của thằng này. Đó là dễ đúng không ạ? Mình đi đảo của thằng này. Mình đi đảo của P suy ra quy. Mình phân tích một chút nào. P suy ra quy đã. Các bạn sẽ nói là gì? Nào, P suy ra quy. Nếu hiểu gì các bạn? Nếu tứ giác này là hình chữ nhật thì gì? Thì tứ giác này có hai đường AC và BD vuông góc với nhau, đúng không? Nếu tứ giác là hình chữ nhật
thì tứ giác này có hai đường AC, BD vuông góc với nhau, đó là PC đó quy. Nếu cái này là hình chữ nhật thì nó sẽ có hai đường AC, BD vuông góc. Nhưng mà các bạn sẽ nói cái mệnh đề này đúng hay sai này. Ta sẽ tập dượt xem thử là các bạn biết phân biệt đúng sai nhá. Nó chỉ sai khi P đúng quy sai, được chưa? Cái thứ nhất là cái này. Nào. Cái tứ giác ABCD là hình chữ nhật đúng không? Đó, thì chúng ta xem đúng hay sai nào. Đúng hay sai các bạn? AC và BD vuông góc nhau đúng không? Hình chữ nhật thì hai đường chéo như nào? Vuông góc nhau. Vuông góc. Không đúng không? Hình gì thì mới vuông? Hình vuông đúng không? Hoặc hình thoi thì hai đường chéo mới vuông góc. Như vậy cái mệnh đề này là gì? Cái này đúng này. Nó là hình chữ nhật đúng. Nhưng mà cái này vuông góc với nhau thì nó bị gì? Bị sai. Dẫn đến cái mệnh đề này nó bị sai nhá. Ok. Rồi nếu mà bạn đảo lại, tức là mình đi đảo ấy, đảo lại một chút, quy syrup P. Đơn giản tức là các bạn có gì? Tứ giác mà có hai đường AC, BD vuông nhau ấy thì nó là hình chữ nhật. Đấy. Tứ giác này có hai đường AC, BD vuông với nhau thì nó là hình chữ nhật. Thì tất nhiên mệnh đề này cũng là gì các bạn? Hai đường chéo vuông góc thì có phải hình chữ nhật được không? Cũng là sai luôn nha. Đấy, cái này thì sai luôn. Rất là đơn giản. Đó là ví dụ 1. Hai đường chéo vuông góc thì chưa hẳn là hình chữ nhật. Đó. Và cái sự hack não nó sẽ bắt đầu từ ví dụ 2 đây này. Đó, cái việc ghép P suy đất quý thì các bạn có vấn đề gì không? Nó rất đơn giản đúng không? Tiếng Việt cả thôi. Bây giờ là cái quan trọng nhất là cái ví dụ 2. Ví dụ 2 là cái ví dụ mà nó có rất nhiều vấn đề ở đây không này. Dài hết đấy. Rồi các bạn có thể đọc cái này trong tờ đề nhá. Cái này không trai quá. Phát biểu P suy quy và mình đi đọc sẽ tính đúng sai. Đấy. P là 2 nó lớn hơn 9. Còn Q nó là 4 bé hơn 3. Đầu tiên mình phân tích một chút nào. P là mệnh đề đúng hay sai đã. 2 lớn hơn 9 mà đúng hả? 2 nó lớn hơn 9 là gì? Nó là sai này. 4 lớn 3, bé hơn 3 là gì? Sai đúng không? Rồi, tức là P, Q đều sai cả đúng không? Rồi, thì kiểu gì khi các bạn viết ấy, đúng không? P suy ra Q thì gì nào? Sẽ là mệnh đề đúng hay sai? Đúng, đúng chưa? Đây này, sai phải sai thành đúng nhá. Được chưa? Đây này, sai này, thành đúng này, được chưa? Hay quy suy ra P gì?
là gì? Cũng phải đúng luôn, đúng không ạ? Đấy. Thằng này sai thì kiểu gì nó cũng đúng. Vậy các bạn đọc xem đáp án nào đúng. Mệnh đề P suy ra quy này. Nếu 2 lớn hơn 9 thì 4 bé hơn 3, đúng chưa? Rồi. Mệnh đề này đúng vì mệnh đề P sai. Câu đầu tiên là đúng chưa? Mệnh đề P suy ra quy này, cái dòng đầu tiên các bạn nói đúng hay sai nào? Đúng không? Mệnh đề P suy ra quy nếu 2 lớn hơn 9 thì 4 bé hơn 3 này. Mệnh đề này đúng, đúng không? Thì vì mệnh đề P sai, đúng chưa? Đúng rồi. Mệnh đề đảo quy suy ra P nếu 4 bé hơn 3 thì 2 lớn hơn 9. Mệnh đề này đúng vì mệnh đề quy đúng, đúng hay sai? Sai đúng không? Sai ở chỗ gì? À, sai ở chỗ là quy nó phải sai đúng không? Bây giờ các bạn đọc xem cái đáp án nào nó sẽ đúng. Hả? B hả? Mệnh đề P suy ra quy nếu 2 lớn hơn 9 thì 4 bé hơn 3. Mệnh đề này sai. Đúng hay sai? Sai đúng không? Mệnh đề này phải gì? Phải gì các bạn? Phải đúng đúng không? Ở đây ta vừa nói mệnh đề P suy ra quy nó phải đúng, quy suy ra P nó cũng phải đúng. Như vậy là B nó phải loại nha. Bởi vì cái mệnh đề này sai là sai thôi. Nó phải đúng nha. Như vậy C sai. À, B sai, C đúng hay sai? Sai luôn đúng không? Người ta bảo mệnh đề này sai là sai thôi. Được chưa? Như vậy đáp án là gì? Đáp án D, được chưa? Đây, các bạn thấy không? Nếu 2 lớn hơn 9 thì 4 bé hơn 3 đấy. Mệnh đề này đúng đấy. Vì mệnh đề P sai. Còn nếu đảo lại là nếu 4 bé hơn 3, 2 lớn hơn 9 đấy. Cái này cũng đúng, đúng, được chưa? Bởi vì quy về P đều sai cả. Khi sai về sai mà kết hợp với nhau thì nó thành đúng nha. Được chưa? Khi các bạn nói sai sự thật nhiều lần thì nó sẽ thành đúng. Ok. Rồi còn một cái mục nữa, các bạn đã hiểu hiểu cái này chưa? Đó. Một mục nữa đó là mệnh đề tương đương. Được chưa? Mệnh đề tương đương. Như thế nào gọi là mệnh đề tương đương? Mệnh đề tương đương ở đây là quy tương đương P. Đấy, mệnh đề tương đương. Mệnh đề tương đương. Hay là mệnh đề khi và chỉ khi. Có thể đọc là khi và chỉ khi. Hoặc các bạn có thể đọc là nếu và chỉ nếu. Có ba cách đọc. Nhưng mà thường là chúng ta sẽ nói là tương đương hoặc là khi và chỉ khi đâu. Chứ còn nếu và chỉ nếu thì cũng ít khi gặp. Gọi là mệnh đề tương đương. P tương đương quy. Mệnh đề này thì cũng không quá quan trọng lắm. Chúng ta quan trọng nhất là mệnh đề kéo theo thôi. Và như thế nào gọi là tương đương? Các bạn giải thích qua tí, cái mệnh đề này cũng chả quan trọng lắm nhưng mà cũng giải thích cho các bạn hiểu tí. Đây. Tương đương này, tương đương nghĩa là gì các bạn? Tương đương nghĩa là nó được kết hợp bởi hai cái dấu suy ra và một cái dấu nữa ngược lại. Đấy. Suy ra như này và suy ra ngược lại như này. Đấy, nó được cấu tạo bởi hai cái mũi tên như thế này. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu P suy ra quy. Đấy. Nó là đúng. Thấy chưa? Mà quy suy ra P nó cũng đúng, tức là chiều xuôi hay chiều ngược nha. P suy ra quy đúng. Mà quy suy ra P cũng đúng. Thì ta sẽ được viết gộp lại ra thành cái dấu tương đương như thế này. Các bạn hiểu không? Đấy. Nếu P suy ra quy đúng mà quy suy ra P cũng đúng thì chúng ta sẽ viết gộp hai cái thằng này lại thành cái dấu tương đương. Ví dụ như là cái tam giác ABC cân. Thì hai cạnh bên bằng nhau. Đây là mệnh đề P suy ra quy. Ví dụ thế. Các bạn có thể không cần ghi đâu. Tam giác cân thì hai cạnh bên bằng nhau. Vậy ngược lại là gì? Cái này đúng hay sai đã? Đúng không?
tam giác cân thì hai cạnh bằng nhau đúng. Vậy hai cạnh bằng nhau thì tam giác cân đúng hay sai? Nào, hai cạnh bằng nhau thì tam giác cân đúng hay sai? Đúng không? Hai cạnh bên bằng nhau thì tam giác cân là đúng chứ còn gì nữa? Hai cạnh mà bằng nhau thì nó cân chứ còn gì nữa? Vậy thì chúng ta có thể nói cái thằng này như thế này, hoặc nói ngược lại đều đúng. Vậy khi đó bạn sẽ có thể dùng cái dấu gì? Dấu tương đương được, được chưa? Đấy, dấu tương đương được nha, tức là có thể ghi là dấu là khi và chỉ khi. Đấy, tức là bạn ngoài cái việc nếu thi ra thì các bạn có thể ghi là khi và chỉ khi được nha, tức là hai chiều đều đúng cả, nói như thế nào cũng được. Thì như thế là tương đương đấy. Rồi, thế bây giờ sang mục cuối cùng trước khi chúng ta làm bài tập trong cái tờ đề đó, đó là cái ký hiệu tồn tại và ký hiệu mỏi. Làm nhỏ ký hiệu tồn tại và ký hiệu mỏi. Cái này chúng ta đã học lớp 9 rồi, nhưng bây giờ chính thức mới sử dụng nó. Ví dụ mỏi này thì chắc các bạn biết rồi đấy. Ta dùng khi nào nhỉ? Hồi lớp 9 các bạn hay dùng khi nào? Kiểu như là x bình thì lớn bằng gì? Không đấy đúng không? Bình phương thì lớn bằng 0. Với gì? Với mỏi x thuộc R đúng không? Đấy, kiểu như thế. Hồi cấp 2, mặc dù các bạn chả biết là cái này là cái gì, nhưng mà cô giáo hồi cấp 2 các bạn hãy dùng thì các bạn cứ dùng thôi, chứ con chả hiểu nó là cái gì cả. Thế thực chất đấy là cái viết tắt của cái từ mọi, được chưa? Mọi số, mọi thứ, mọi cái gì đó. Đấy, mọi cái gì đó, tất cả. Ông nói tất cả. Mọi số, mọi thứ. Đấy. Còn cái ký hiệu này, đó là gì? Đó là chữ tồn tại. Tại sao lại tồn tại? Tại sao lại tồn tại chúng ta trên đời kiểu kiểu? Tồn tại nó được xưng khi nào? Thôi không nói chuyện lung tung, tập trung. Tồn tại khi nào ta dùng chữ tồn tại? Nào thằng Đài, im mồm. Nào chúng ta tập trung lại nào. Khi nào chúng ta dùng từ tồn tại? Bây giờ ví dụ như này nhá. Ví dụ như tồn tại một số x thuộc R. Được chưa? Để cho x bình bằng 0. Kiểu như này. Tồn tại một số x thuộc R để cho x bình là bằng 0. Có tồn tại không? Có tồn tại x không? Tồn tại x thật không các bạn? Có. Có đấy, x bằng mấy? X bằng 0 đúng không? Đấy. Như vậy mệnh đề này là gì? Có thể nói là nó là đúng đấy. Mệnh đề đúng đấy. Thế bây giờ thầy hỏi chỉ là tồn tại x để cho x bình bằng âm 1 thì có. Một số bình phương lên thì gì này? Luôn dương rồi đúng không? Cho nên x bình bằng âm 1 là nó bị gì? Bị sai. Cho nên sẽ không có một số nào tồn tại trong cái số thực để cho nó bằng âm 1 cả. Cho nên cái mệnh đề này có thể nói là sai, được chưa? Các bạn hiểu chữ tồn tại nhá. Tồn tại nó được sử dụng trong một vài tình huống như này nhá. Đấy. Rồi, ok. Thì đơn giản như vậy thôi. Và chú ý này, cái cách chuyển sang mệnh đề phủ định với cái chữ tồn tại, chuyển từ mệnh đề phủ định chuyển sang mệnh đề phủ định, cách chuyển sang mệnh đề phủ định rồi, cách chuyển sang phủ định với ký hiệu mỏi và tồn tại. Trong một vài tình huống các bạn sẽ phải phản bác lại, thì các bạn sẽ phải làm gì? Phản bác lại cái mệnh đề này chẳng hạn. Ví dụ thầy muốn phản bác lại cái mệnh đề này, x bình lớn bằng 0 với mọi x thuộc R, thì thầy cảm thấy nó sai sai ấy.
thì thầy sẽ phải phủ định lại cái này. Làm thế nào để chúng ta phủ định lại cái này? Thì đó là chúng ta sẽ phải nói ngược lại tất cả mọi thứ. Đấy, phải nói ngược lại tất cả mọi thứ. Ví dụ thầy muốn phủ định cái này nhá, thì thầy sẽ phải làm gì? Nếu thầy ở đây x bình lớn bằng 0 ấy, thì các bạn phải làm ngược lại nghĩa là gì nào? Ngược lại của nó là gì? Bé hơn 0. Phủ định là cái này, tức là chống lại đấy. Lớn bằng 0 thì phải viết là bé bằng 0, bé hơn 0. Và ở đây với mọi x thuộc R thì các bạn hãy đổi lại thành tồn tại x, được chưa? Đấy. Mọi x thì bây giờ phải đảo lại luôn, nó phải tồn tại x. Không phải mọi nữa, mà nó sẽ tồn tại. Được chưa? Ta chưa biết cái này đúng hay sai cả. Nhưng mà đây chỉ là phủ định. Đấy, tức là các bạn đang chống lại. Đấy, chống lại cái câu trên. Ví dụ các bạn muốn chống lại cái câu này chẳng hạn, bảo câu này sai, bây giờ ngược lại xem nào. Phủ định của này là gì? Đó là với mọi x thuộc gì? R thì x bình nó phải gì? Khả không, đúng không? Chính xác. Nếu bằng không thì ta nói khả không thôi. Đúng ạ. Đấy, tất nhiên là cái mệnh đề này sai, cái này mà đúng thì cái kia sai thôi. Đấy. Nhưng mà đó là cái cách để mình phủ định nhá. Đó. Ok, thì chúng ta sẽ ghi này. Thay cái chữ mọi thành cái chữ tồn tại. Thay cái dấu bằng thay dấu khác. Thay cái dấu lớn hơn hoặc bằng thành cái dấu bé hơn. Thay cái dấu bé nào bằng nó thành dấu lớn hơn. Thì đó là cách là mọi thành tồn tại, bằng thành khác, lớn hơn thì thay thành bé hơn ta thay thành lớn hơn. Thì đó là cách để chúng ta chuyển sang phủ định. Và bây giờ các bạn phủ định cái câu hỏi số 1 cho thầy. Đáp án gì? Đáp án gì? Phủ định câu hỏi số 1. Mệnh đề P có mọi x thuộc R, x bình trừ x cộng 7 bén 0. Phủ định của mệnh đề P là gì? Đáp án D hay C? À, khi dấu gì này? Dấu mọi này này là phải thay thành dấu gì? Dấu tồn tại nhá, chữ E ngược ấy. Rồi, để cho gì các bạn? X bình trừ x cộng 7 phải gì? Nào, cái dấu bé hơn phải thay thành dấu gì? Lớn hơn hoặc bằng, đúng không? Vậy đáp án cần chọn sẽ là đáp án D nhá. Ok. Đấy. Gì? Tương tự như vậy thì câu 2 sẽ là đáp án gì? Câu 2. Mệnh đề phủ định của PX là x bình cộng 3 cộng 1 lớn 0 với mọi x. Đó là gì? Đáp án B, đúng không? Mọi x thì chúng ta thay thành chữ tồn tại, được chưa? Dấu lớn thì chúng ta thay thành dấu bé hơn hoặc bằng. Rồi, ok. Xong, và đó là toàn bộ phần lý thuyết mà chúng ta cần nhớ nhá. Còn bây giờ nhiệm vụ của bạn là làm từ câu 1 cho đến câu 19 nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ làm khoảng 15 phút và sẽ chữa.